Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 16 tháng 4 năm 2020, và trong buổi chiều này thì bên xưởng em là có đang trong quá trình là chuẩn bị để bốc xếp một cái lô sản phẩm cho nhà khách hàng ở tại Yên Lập. Đây, ngay trong buổi chiều hôm nay thì chuẩn bị bốc xếp cái gì. Trước mặt quý vị thì là bao gồm một bộ bàn ghế Tân Thủy Hoàng và một chiếc kệ tivi, cũng như là trước khi để lên đường bàn giao cho khách thì có quay lại một chút là bộ ghế này bao gồm có 6 món mẫu ghế Tần Thủy Hoàng và chất liệu là chất liệu gỗ hương đá. Đây, hình ảnh sản phẩm đây. Thì mẫu ghế này thì rất là phổ thông rồi, không giới thiệu nhiều về chi tiết nữa, vì quý khách hàng đã quá quen thuộc với cái mẫu ghế Tần Thủy Hoàng này rồi. Đây, trên dưới 40 triệu đồng thì quý vị đã sở hữu được cái bộ combo phòng khách bao gồm một bộ ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương và một chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi này chiếc kệ mẫu sừng trâu. Đấy, ngoài ra thì khách hàng còn đặt cho em là một chiếc bàn thờ bên trong cao giáp xếp ghế, một chiếc bàn thờ mai điểu bên trong này nữa. Tất cả đều chất liệu gỗ mít. Thì ngay sau đây là em sẽ bốc xếp lên xe để bàn giao khách hàng, cũng như là mời các bác cùng theo dõi quá trình nhà em là bàn giao những cái sản phẩm này cho khách hàng nhé. Đây, anh em đang hoàn thiện nốt những cái chi tiết cuối cùng mới bắt ngăn kéo vào cho bộ bàn ghế này và để cho lên xe. 6 cái, 2 cái giữa, 2 cái đầu. Đây là kín xe rồi, vậy anh em rồi chuẩn bị lên đường. Đó đi. Cho em hỏi số của anh Thông Mai đây không ạ? Đúng rồi. Vâng, em chở mình bộ bàn ghế ấy. Nhà mình ở đoạn nào anh, ở cái đường ấy, khu mấy ấy? Khu Hạ Hòa. Tôi đi đến Đồng Lạc đến cái nhà bên trái, từ ngoài đi vào nhà bên trái, nhà ống 2 tầng mà đằng trước là bắn tôn mà lợp ngói xanh là phải. Nhà ống 2 tầng đằng trước bắn tôn lợp mái xanh, đi chạm này anh ơi. Chụp. Có phải đó. Chụp quán sửa xe máy ấy, đi qua quán sửa xe máy bên tay trái nhá. Qua rồi. Đây, đây, đây. Nhà mới đấy hả? Đây, đây. Đây, rồi, nhà mới. Rồi, ra đây. Hắn làm nhà ra đây. Đây, quý vị nhá, hiện tại là xe anh em đã đến nơi rồi. Mình chuẩn bị chúng tôi là sẽ hạ bộ ghế này xuống. Đây, lắp thêm tầng hả chị? Cái đi bàn thờ lắp thêm tầng. Vâng, vâng. Tại là chúng tôi đang có mặt tại gia đình anh Thông Mai ở phía trên tầng, và vừa lắp đặt xong cho gia đình là một chiếc bàn thờ gỗ mít mai điểu. Đây là một bộ bàn ghế kệ tivi phòng khách bên dưới. Đi xuống đây. Được, vâng. Đây quý vị nha, đây là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng của tôi vừa bàn giao vào phòng khách đây, phía bên tầng dưới đây. Thì bộ ghế này là bao gồm có 6 món và phía bên trong này có chiếc kệ tivi sừng trâu, tất cả đều bằng chất liệu gỗ hương đá. Tôi có quay lại cái video clip làm kỷ niệm, chụp lấy một cái vài bức ảnh nha. Quý vị đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 5086, website đồ gỗ tùng8.com.